quay trở lại với quán Kết News. Và đây là số phát sóng quán Kết News thứ 81. Cùng mình bắt đầu với những nội dung của số phát sóng ngày hôm nay nha. Vào ngày 5/4/2023 vừa qua, lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Autodesk và Tổ hợp Tư vấn Xây dựng Việt Nam VC Group là bước ngoặt quan trọng cho sự phát triển của ngành xây dựng tại Việt Nam. Theo đó, Autodesk sẽ hỗ trợ VC Group gồm Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam và 9 công ty thành viên trong 3 năm để triển khai các hoạt động nhấn mạnh tầm quan trọng của BIM. Hợp tác giữa Autodesk và VC Group sẽ thúc đẩy việc ứng dụng các công nghệ mới trong ngành xây dựng tại Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh nước ta đang trong quá trình phát triển và xây dựng hạ tầng cơ sở. Sự kiện này cũng đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình chuyển đổi số của ngành xây dựng tại Việt Nam, đặc biệt với việc phát triển BIM và quyết định 258 do Thủ tướng Chính phủ ký vào ngày 17/3/2023 vừa qua. Quan chức Việt Nam cũng tự hào đóng góp vào chiến lược chung của Autodesk và VC Group. Hy vọng trong tương lai, nhiều tập đoàn lớn khác tại Việt Nam sẽ chung tay với Autodesk cũng như quan chức Việt Nam để phát triển các chiến lược hợp tác toàn diện và đưa ngành xây dựng của Việt Nam lên một tầm cao mới. Vào ngày 13/4/2023 vừa qua, Autodesk có tổ chức buổi webinar về việc giới thiệu tính năng mới trong AutoCAD 2024. Đến với buổi hội thảo, các chuyên gia đã thể hiện cách sử dụng AutoCAD 2024 tốt nhất và giúp người dùng mở khóa thông tin, tận dụng tự động hóa với trải nghiệm vẽ và thiết kế 2D, 3D hàng đầu được tin tưởng bởi hàng triệu người dùng. Trong buổi hội thảo trực tuyến này, AutoCAD 2024 đã được cập nhật tính năng mới để tăng tốc độ sáng tạo, tùy chỉnh chức năng và tạo trải nghiệm thiết kế kết nối. Người dùng cũng có thể thấy cách nó cung cấp truy cập vào 7 bộ công cụ chuyên năng cụ thể để tự động hóa các tác vụ và nâng cao năng suất, giúp khám phá được cách AutoCAD 2024 có thể giúp người dùng tạo ra các thiết kế tốt hơn, làm việc hiệu quả hơn và hợp tác hiệu quả hơn với các thành viên trong và các bên liên quan. Ngoài ra, AutoCAD 2024 cũng cung cấp cho người dùng truy cập vào khả năng thiết kế cơ bản trên web và di động, giúp dễ dàng kết nối và làm việc trên thiết kế từ bất cứ nơi đâu và bất cứ khi nào. Nếu công ty bạn đang sử dụng AutoCAD 2D và muốn nâng cấp lên bản full tính năng 2D và 3D, đừng ngần ngại liên kết với quan chức Việt Nam để được tư vấn và hỗ trợ nhé. Autodesk Inventor 2024 đã chính thức ra mắt vào ngày 29/3/2023, đem đến cho người dùng một loạt tính năng mới đáng chú ý. Trong nội dung quan kết nêu số tuần này, mình sẽ giới thiệu ba tính năng ấn tượng được trình làng trong phiên bản 2024, đó là Finish, Revision Cloud và liên kết giữa Vault và Inventor thông qua Allogic. Và còn nhiều tính năng nữa mà đội ngũ quan chức Việt Nam sẽ gửi đến các bạn trong các nội dung tiếp theo. Đầu tiên là Finish. Đây là tính năng mở ra cánh cửa cho người dùng trong việc xác định hình thức và quy trình sản xuất trên các bề mặt của chi tiết, chẳng hạn như mạ, sơn, giúp tối ưu hóa quá trình chuyển giao thông tin từ thiết kế đến sản xuất. Tiếp đến là tính năng Revision Cloud sẽ hỗ trợ người dùng công cụ đánh dấu và theo dõi các thay đổi trong thiết kế một cách nhanh chóng, nâng cao khả năng kiểm soát và quản lý phiên bản của dự án. Tính năng này đặc biệt hữu ích khi làm việc với các dự án phức tạp, yêu cầu sự cộng tác giữa nhiều thành viên. Một điều đặc biệt có trong phiên bản Inventor 2024 đó là Allogic giờ đây đã được hỗ trợ thêm các câu lệnh và hàm để có thể truy xuất thông tin từ Autodesk Vault, giúp người dùng Allogic có thêm nhiều khả năng tùy biến các công cụ của mình trong quá trình làm việc. Nhờ vào các tính năng và cải tiến mới trên Autodesk Inventor 2024, người dùng sẽ được trải nghiệm một môi trường thiết kế mạnh mẽ và linh hoạt hơn bao giờ hết, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của ngành công nghiệp thiết kế và sản xuất hiện tại. Các tính năng mới không chỉ giúp rút ngắn thời gian thiết kế mà còn đảm bảo sản phẩm chất lượng cao, phù hợp với yêu cầu của khách hàng. AutoCAD Web là một ứng dụng hoạt động trên nền tảng web, cung cấp các tính năng của phần mềm đồ họa kỹ thuật AutoCAD và được phát triển bởi Autodesk. Hàng năm, Autodesk đã liên tục cho ra mắt những phiên bản, những bản cập nhật và các cải tiến mới trên các phần mềm của họ, trong đó AutoCAD Web cũng không nằm ngoại lệ. Dựa trên các bản cập nhật mới nhất, AutoCAD Web giờ đây đã được tích hợp tính năng Autolib. Đây là một ngôn ngữ lập trình được sử dụng để tạo ra các lệnh tùy chỉnh trong AutoCAD. Người dùng có thể dễ dàng tạo ra các lệnh tùy chỉnh
để đáp ứng các nhu cầu công việc của mình, từ đó giúp tăng năng suất làm việc và nâng cao hiệu quả năng suất cho các dự án. Việc tích hợp tính năng AutoLift vào AutoCAD được xem là một bước quan trọng giúp đem lại sự linh hoạt và đa dạng trong thiết kế cho người dùng. Bên cạnh đó, AutoCAD Web còn có khả năng tích hợp với nhiều công cụ khác như AutoCAD Mobile App, AutoCAD for Windows và AutoCAD for Mac, giúp người dùng dễ dàng truy cập và sử dụng các dự án trên nhiều thiết bị khác nhau. Hiện tại, AutoCAD Web vẫn đang tiếp tục được nâng cấp và cập nhật để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dùng. Vì vậy, nó được kỳ vọng để tiếp tục phát triển và cải tiến hơn nữa trong tương lai. Với tính năng AutoLift được tích hợp, AutoCAD Web đang dần trở thành một trong những công cụ thiết kế đồ họa kỹ thuật hàng đầu trên thị trường. Sunset High School là một trường trung học công lập tại thành phố Dallas, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ. Việc theo Fusion 360 và chương trình học, giáo dục nghề nghiệp và kỹ thuật của Sunset High School giúp học sinh có thể học cách sử dụng phần mềm thiết kế CAD/CAM một cách chuyên nghiệp. Nhờ đó, họ có thể tạo ra những mô hình thiết kế 3D và thiết kế sản phẩm trong thực tế, từ đó phát triển kỹ năng thiết kế và sản xuất. Những kỹ năng này rất cần thiết cho các ngành nghề liên quan đến thiết kế và sản xuất và được các nhà tuyển dụng đánh giá cao khi tìm kiếm nhân viên. Quá trình trang bị được thực hiện như sau. Lựa chọn phần mềm. Nhà trường đã quyết định chọn Fusion 360 là phần mềm thiết kế CAD/CAM để giảng dạy cho học sinh, tạo chương trình học. Giáo viên đã được đào tạo các chương trình học dựa trên Fusion 360, bao gồm các bài học về cách sử dụng phần mềm để tạo ra mô hình thiết kế 3D và thiết kế sản phẩm. Đào tạo giáo viên. Các giáo viên tại Success High School sẽ được đào tạo để sử dụng Fusion 360 và giảng dạy cho học sinh. Thực hành. Học sinh được hướng dẫn và thực hành sử dụng Fusion 360 để tạo ra các mô hình thiết kế và sản phẩm thực tế trong các lớp học. Vừa rồi là tất cả những tin tức có trong số phát sóng lần này. Hẹn gặp lại các bạn ở số phát sóng tiếp theo. Chào tạm biệt.